Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Nên ngay sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết nỗ lực của đảng bộ chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, nhiều địa phương đã rút ngắn thời gian về đích. Hiện toàn tỉnh đã có 20 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu tạo điểm nhấn vùng nông thôn Nghệ An. Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Quỳnh Đôi đã hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới vào năm 2014. Đây là một trong những xã đạt nông thôn mới đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu cũng như tỉnh Nghệ An. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Quỳnh Đôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của vùng đất học, cán bộ và nhân dân Quỳnh Đôi tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đã về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Năm 2021, Quỳnh Đôi trở thành xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với những kết quả nổi bật như thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 60 triệu đồng một người. Xã không còn hộ nghèo, các trục đường liên thôn, nhà ở dân cư được đặt biển số đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý và giao dịch trong dân cư. Quá trình thực hiện thì sự đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã đã tạo nên cái bầu không khí là thi đua sôi nổi giữa các thôn và các ban ngành. Và nhờ vậy đã phấn đấu để đạt được những cái tiêu chí theo quy định của nhà nước. Đời sống của nhân dân từ 45 triệu lên đến giờ là hơn 80 triệu một đầu người. Trong đời sống văn hóa thì bà con xã nhà đã phát huy được cái truyền thống hiếu học và cái truyền thống đoàn kết gắn bó. Cái hộ nghèo là không còn nữa và đời sống văn hóa được nâng cao, nhân dân rất là phấn khởi và tự hào. Xã Quỳnh Đôi có địa bàn hẹp, diện tích đất tự nhiên trên 400 hectare với dân số trên 5.000 người. Không phải xã có tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng bù lại, Quỳnh Đôi có những thế mạnh khác như có một làng văn hóa cổ, đậm đà bản sắc, chứa đựng trong làng là một quần thể đậm đà các di tích văn hóa lịch sử với một truyền thống hiếu học khoa bảng. Do đó, Đảng ủy xã xác định lấy thế mạnh về văn hóa làm điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nét đặc sắc, hấp dẫn du khách khi về địa phương tham quan, chia sẻ kinh nghiệm. Sau khi mà tham quan xã Quỳnh Đôi của huyện Quỳnh Lưu thì tôi cảm nhận rằng việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới được cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo rất là quyết liệt. Ấn tượng nhất về việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương, các cái thiết chế văn hóa được quy định cụ thể rõ ràng để người dân triển khai thực hiện, về chất lượng và thu nhập của người dân được nâng cao trong cái thời gian vừa qua. So với các cái xã nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh thì tôi thấy rằng là xã Quỳnh Đôi cũng là một trong những xã tiêu biểu. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, Kim Liên cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống yêu nước gắn với phát triển du lịch tham quan học tập. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kim Liên đã không ngừng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chính quyền xã đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế, tạo bước đột phá về phát triển dịch vụ du lịch, góp phần chuyển biến mạnh về cơ cấu kinh tế. Đầu năm 2022, Kim Liên đã hoàn thành các tiêu chí được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là tiền đề để huyện Nam Đàn hoàn thiện các tiêu chí đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Thì đấy là những cái thành quả mà cái ước muốn mà của nhân dân từ lâu. Và cái cảnh quan môi trường thì hiện nay nói về thì xóm Liên Hồng là cũng nhiều địa phương còn ước. Để có những thành quả đó thì cái sự trước hết là sự chỉ đạo của cấp trên là về Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân. Sau đó là cùng với nỗ lực chỉ đạo của cấp ủy xóm và đặc biệt đó là cái
nguồn lực đóng góp của nhân dân, sức mạnh tổng hợp một số anh em xã quê và mạnh thường quân có cái điều kiện về kinh tế, rồi yêu mến về quê hương, nhớ về cội nguồn thì họ cũng đã có những đóng góp về vật chất, về bằng tiền và những cái công sức. Để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu, cái yếu tố quan trọng nhất đó là với cái sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân là cái điều quan trọng nhất. Cái trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước đến tận mọi người dân, và với cái phương châm là dân chủ công khai minh bạch, với cái tinh thần là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Với cái phương châm đó thì như vậy là được cái sự đồng thuận rất cao của mọi người dân, nên là người dân cũng đã vào cuộc một cách tích cực. Đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2017, huyện Nam Đàn được chọn là một trong 4 huyện trong cả nước thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện quyết định số 17 ngày 4 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025. Nam Đàn đã đạt được nhiều thành quả to lớn và dấu ấn quan trọng. Toàn huyện hiện có 1 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Kim Liên, 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao gồm Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Cát, Nam Giang. Năm 2022 này, toàn huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2024, có 100% xã nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh và hoàn thiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025. Điểm nhấn trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn là huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở. 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, hạ tầng kết nối du lịch, đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới để tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp, có không gian xanh phù hợp, thu hút khách du lịch. Trên địa bàn huyện đã hình thành được một số mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông thôn hấp dẫn du khách. Khi chuẩn bị cho chính phủ quyết định cái mô hình nông thôn kiểu mẫu của Nam Đàn á, thì chúng tôi đã quan tâm theo dõi này. Và mới đây nhất tôi cũng trở về và gặp cả đồng chí bí thư xã, đảng ủy xã Kim Liên. Đấy là một nơi hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ nhìn đường đi lối lại hoặc là cách, nhưng mà cái chính này, thứ nhất là cái xanh sạch đẹp của Kim Liên là rõ. Đời sống nông dân từng hộ gia đình giải quyết việc làm tại chỗ là rất tốt. Cho nên là tôi rất mừng với kết quả đạt được một số cái mô hình kiểu mẫu vừa rồi của tỉnh ta. Nhằm tạo điểm nhấn và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và chọn 3 xã làm điểm, đó là Kim Liên, huyện Nam Đàn, Sơn Thành, huyện Yên Thành, Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An tiếp tục lấy dân làm chủ, dựa vào sức dân để hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, theo lộ trình hàng năm. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tương đương 40% số xã nông thôn mới. Có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tương đương 10% số xã nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có 1-2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển, văn hóa, gắn với du lịch, theo quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy mà sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh và tiêu biểu. Huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là đến năm 2025 phải hoàn thành toàn bộ cái chỉ tiêu, hoàn thành xây dựng về huyện nông thôn mới, huyện Yên Thành trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, và năm 2030 sẽ hoàn thành việc xây dựng huyện Yên Thành thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Và trên cơ sở đó, hàng năm thì Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với các cái địa phương để
quán triệt và triển khai cái việc là xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên địa bàn. Và đến hết năm 2021 thì huyện Yên Thành đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao được 5 xã trên 39 xã thị trấn. Và năm 2022 đến thời điểm hiện nay thì huyện cũng đã chỉ đạo với 7 xã hoàn thành huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã hoàn thành cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định mức độ thụ hưởng của người dân là thước đo thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện, theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2022, Nghệ An có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của toàn tỉnh lên 48 trên 310 xã, tương đương với 15,48%. Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của toàn tỉnh lên 6 xã. Tuy nhiên, nhiều địa phương được lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đang gặp khó khăn ở một số tiêu chí. Trong quá trình thực hiện, như tiêu chí nước sạch, tổ chức sản xuất, có sản phẩm OCOP. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, thì các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu cần lựa chọn chủ đề cụ thể dựa trên tiềm năng lợi thế của mình. Từ đó tập trung đầu tư phát triển, tạo dấu ấn, điểm nhấn riêng biệt. Là phải làm rõ cái mô hình kiểu mẫu ở lĩnh vực nào. Chứ nếu mà không mà chúng ta nói chung một kiểu mẫu hay nâng cao một kiểu chung chung vậy là dân nghi ngờ kết quả của mình. Ví dụ, Nam Đàn là kiểu mẫu trong văn hóa, du lịch và dịch vụ. Chứ không phải kiểu mẫu nói chung. Đương nhiên nếu chúng ta làm tốt du lịch thì kinh tế lên. Có được kinh tế lên, văn hóa mới phát triển bền vững được. Và ngược lại, văn hóa phát triển để thúc đẩy kinh tế lên. Thứ hai là mô hình các nông thôn mới nâng cao. Thực ra chúng ta phải nói chân rõ, bởi vì trong quy định Bộ Tiêu chí Nông thôn mới cho từng giai đoạn, mà giai đoạn sau thì bao giờ cũng cao hơn giai đoạn trước. Cho nên đừng thỏa mãn với cái đã đạt được rồi. Có những tiêu chí là không bao có điểm dừng, ví dụ thu nhập, năm sau bao nhiêu phải cao năm trước. Hay là văn hóa, hay là có những cái mô hình mà đạt rồi mà nay đạt mai mất, ví dụ an ninh trật tự. Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực chất là nâng cao chất lượng các tiêu chí so với mức đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu và bền vững. Trong đó, cốt lõi là đời sống vật chất tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn được nâng lên về chất. Đây là một hành trình dài và khó, nhưng chính quyền và nhân dân các địa phương đang nỗ lực chinh phục mục tiêu theo đúng lộ trình đề ra, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cuộc sống của người dân.